Anh em có nhu cầu mua bán hải tặc đại chiến hay ghé đến shop hải tặc đại chiến.com. Hôm nay thì tưng bừng thông báo tưng bừng khai trương shop hải tặc đại chiến.com, giảm giá 50% các dịch vụ cho anh em liên hệ. Đấy, vòng quay 90k trúng thưởng cực hot, đấy, ưu đãi là thẻ Viettel vào shop, thẻ cào duyệt trong 5 giây, lạp qua TM Momo được cộng 20% giá trị lạp. Anh em cần thanh toán link nhắn tin cho fanpage, nhắn tin vào đây. Đây là anh em này, đây là mục nhắn tin nhá. Đó, ngoài ra thì ở đây trên shop thì có rất là nhiều mục ngon cho anh em có thể trải nghiệm. Vòng quay 99k, đấy, nick hải tặc đại chiến, roam. Anh em thể roam với mệnh giá 50k, 100k, đấy, 200k và 50k anh em. Hộp quà gù su, rất là nhiều cái để anh em thể trải nghiệm. Anh em hứng thú hay ghé đến shop hải tặc đại chiến cùng con nhá. Yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình là mình đây từ đường phố đây đúng người nha. Xin chào tất cả anh em game hải tặc đại chiến, nha mình đây từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chứ không phải video thì anh em xem video vui vẻ và đừng quên để cho một kênh một like, một đăng ký kênh để giúp kênh phát triển hơn nha, cảm ơn người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì tiếp tục hành trình series tặng thẻ gù su và vui chơi sự kiện mới anh em. Thì như buổi trưa thì mình có làm video và mình có hỏi anh em là về cái vụ thằng thẻ gù su thì mình anh em có muốn tham gia được không, thì mình thấy anh em vote khá là nhiều và rất nhiều anh em ủng hộ chương trình cái series này của mình và kêu anh ơi làm tiếp đi. Ok, vậy thì quay trở lại video ngày hôm nay thì mình sẽ lại tổ chức tặng thẻ gù su cho anh em tiếp nha, nhưng mà vui chơi là phải có cái nhiệm vụ anh em. Các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có quà cho anh em chơi, ok chưa? Trước khi quẩy con nạc mình thì mình sẽ nói qua về cái sự kiện thằng thẻ gù su này. Ok, nó sẽ có độ khoảng 3-4 tầng như sau. Anh em nhé, ký này. Để cái sự kiện này diễn ra được, ok, mình sẽ chốt đơn vào trưa ngày mai. Trưa ngày mai ở video ngày mai thì mình sẽ tung ra sự kiện. Đầu tiên là mình phải nói về quà, nếu như không đạt cái thể lệ nào hết, nghĩa không đạt một cái mốc nào hết yêu cầu á, thì mình sẽ tặng chỉ nhất một thẻ gù su 20k thôi, đơn giản rồi, vui chơi anh em đoán thưởng nhận quà một thẻ gù su 20k rồi. Nhưng vậy thì nếu như đạt mốc thì là những mốc gì, nếu như đạt mốc thì sẽ có quà gì? Ok, đầu tiên là mốc 300 like đó. Nếu video này đạt được 300 lượt like nhưng anh em nhá, được like video thôi, mình không tính like share gì hết, không like share, anh em có lòng đăng ký thì cảm ơn rất nhiều. Nếu như video này đạt được 300 lượt đăng ký, 300 lượt like anh em, video này được 300 lượt like thì mình sẽ tặng cho các bạn là 5 thẻ gù su 20k cho 5 bạn may mắn nhất. Ok chưa? Xong nha. Nếu như video này đạt được 550 lượt like, 550 lượt like thì mình sẽ cho các bạn tùy chọn một là cái mốc đây đây, mốc pack đăng nhập anh em 30 thùng bia này này. Đó, mình sẽ tặng anh em hẳn 7 cái luôn. Đó, 7 cái này luôn các bạn nhá. 7 cái pack đăng nhập này luôn. Đó, dành cho 7 bạn may mắn nhất với điều kiện là 550 lượt like. Đó. Ok. Rồi, mốc cuối cùng là bao nhiêu? Là mốc cuối cùng là 999 lượt like anh em. 999 lượt like thì cũng lại tùy chọn cho anh em luôn, một là gói này. Đó, đây, một là gói cuối dưới này anh em này, mình sẽ tặng cho 5 bạn may mắn nhất. Đấy. Nhận được cái mốc cuối cùng này anh em nhá. Đây mốc mà 499k đây anh em này, 700 thùng bia, 70 thùng bia này. 150 cái bốc bia vàng này anh em này, 2k kim cương và 64 đây này, hoặc là tùy chọn các bạn có thể chọn gói khui mở gói đăng nhập anh em. Đây. Đấy. Hoặc là các bạn có thể chuyển sang chọn gói này, có nghĩa là mình sẽ tặng trị giá bằng bằng cái số tiền đây anh em này. Đó, các bạn này chọn gói tùy chọn đấy. Và các bạn nhớ ba mốc nhá, 300, 550 và 999 là like anh em. Đó, anh em kêu gọi like đi, nếu đủ like thì sẽ có quà và sự kiện cho anh em chơi. Ok chưa? Ok nha. Và quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quẩy sự kiện là con ạc mình các bạn. Để xem nào. Đầu tiên là sự kiện cái này có lên chơi không anh em, hay từ từ đấy nhờ. Chắc là từ từ đi, giờ mình đi đổi tướng nữa các bạn, mình sẽ đổi hết form tướng về đi anh em, đổi hết form tướng về rồi mình sẽ quay bạn coi nha. Ok, xong các bạn nha. Đây, đấy, chúng ta được 30 dương này các bạn. Rồi, ok, đổi nào. Ai chà, không biết 30 dương này nó có ra được cái gì không anh em. Đầu tiên là 30 dương này chứ anh em này. Đây, 30 dương này trước. Rồi, 30 dương gió đông các bạn. Rồng. Ok, được 5 viên, 6 viên xúc xắc anh em, 6 viên xúc xắc thôi, 241 thùng bia rồi. Được anh nhờ, tiếp theo mình sẽ đi đến lễ diệt sâu bọ anh em. Đấy.
Ở đây được 200 thì ăn được mốc đầu anh em, được 1k kim cương này, ngon. Cũng được anh em. Tặng tặng nào cho mấy ông này ăn đó các bạn. Ui cho mấy ông này ăn này đâu ấy nhờ. Mấy ông ăn pull mốc có gì. Ui. Từ các bạn. Ui 15 20 đây bao nhiêu, 15. Bên này đi các bạn, bên này ngon hơn này. Ui lấy ra ông để anh em, bên này còn ngon hơn. Tặng bên này ngon hơn các bạn. Nhưng mà lag quá các bạn, game lag quá. Chờ cho mình tặng xong rồi mình quay anh em xem nhá. Ok thì hình hiện tại là server lỗi quá anh em, tặng không nổi luôn các bạn đấy. Cứ lỗi miết, báo lỗi chịu rồi các bạn. Xuống đổi xem nào còn cái gì mình có thể đổi lúc này không. Để xem nào. Hiện giờ như chưa anh em, không còn gì đổi nữa. Hiện giờ như chưa có gì để đổi nữa anh em. Chắc phải từ từ đã, cày tiếp vậy. Có gì hot thì mình sẽ đổi tiếp vậy. Gói lạc không nói anh em, xuống gói kim cương này xem nào. Gói kim cương này xem bán gì đây. 800 kim cương, 1k3, 2k này chắc mua được các bạn. Lên mua 3 lần. Được 60 cái cục thịt các bạn, được 60 cục thịt này. 8324 được các bạn, đấy, cái này mua được này. Gói này lên mua anh em nhé, rồi mua pool. Dưới này 3 lần thì 3k9 các bạn, 3k9 kim cương. Được 120 cục thịt cũng được anh em, đó lên mua. Xong dưới, ui 6k kim cương thì hơi đắt các bạn, dưới 6k kim cương hơi đắt. 6k kim cương đắt quá anh em, được có 10 thùng bia thôi. 10 thùng bia thì hơi đắt các bạn, không nên chơi. Cái này thì 10k kim cương nhưng mà hơi đắt quá các bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ đi săn lo anh em nhé. Đi săn anh no. Tiếp tục hành trình đi săn anh no các bạn với 240 thùng bia của mình. Để xem nào, hôm nay nhân phẩm nó có tới không anh em. Đó, hôm nay xem nhân phẩm nó có tới không. Chứ bữa giờ mình săn đen quá rồi các bạn. Giờ thêm vài anh no đi lên đủ E3 luôn đi. Ít nhiều mày lên đủ E3 đi. E3, E4 thì đấy. Một cháu anh em. Mà lem, một cháu đầu tiên. Ngon. Ngọt nước. Ngon lành thơm tho anh em nhá. Uầy chứ à, Fury à. Fury ra Sapo đi. Sapo còn hơn anh em, tầm này đấy Sapo còn hơn.
vật vàng ngon. Ui. Thôi chắc mình tích đổi lên phút 10 sao anh em. Còn nếu dư nữa thì đổi cái này. Hãy đổi luôn lấy 30 thùng bia nhỉ. Thôi từ từ các bạn, từ từ đã tính sau. Mình vừa đổi lấy 5 dương kẹo sô-cô-la anh em. Mở nào. Nhiều một xíu nha. Ui. Được có đúng 100 kẹo sô-cô-la anh em. Được 135 cái kẹo sô-cô-la. Ngoài ra sự kiện kẹo sô-cô-la thế bảo đổi mở thêm cái mở thêm gì vậy? Mình chưa để ý thêm mở thêm gì anh em. Vẫn nguyên dương vậy đúng không anh em? Có nhìn thấy mở thêm cái gì không? Tôi chưa thấy mở thêm gì hết á. Ở trước mắt thì làm nhẹ 200 túi anh em. Làm nhẹ 200 túi về tiếp. Xong lại làm luôn 7 dương à. Ừ 7 dương các bạn, 7 dương nhẹ nhàng. Không anh em nếu mà có mình khuyên các bạn vẫn nên đổi túi nhá. Trời ơi túi là ngon nhất đấy anh em. Các bác nào mà không đổi túi là đáng phí luôn anh em ạ. Trời ơi nhìn này. Mùa ấy túi đựng mình lên 1.000 rồi. Đấy 1.200. Đấy giờ tha hưng mà tha hồ mà đựng các bạn. Thì cái giờ chưa dùng được cái này nhỉ. Dùng được ngon anh em. Nát quá chưa dùng được. Để hết nát tôi dùng cho anh em xem. Mái con nàng này vẫn không độ nhân phẩm các bạn. Ok nói chung thì tuốt sương sương sự kiện vậy thôi anh em. Clip thì chắc thôi. Mình lại xin phép kết thúc một thức với anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở clip theo nha. Và anh em nhớ post sự kiện để mà có thể nhận được những thẻ giá trị thẻ ngủ su đỉnh cao nha. Ok giờ thì bye bye. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye.